Lâm Quang Thi nguyên là tướng lĩnh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc trung tướng. Ông xuất thân từ trường võ bị liên quân. Chuyên môn quân sự của ông là pháo binh. Ông đã phục vụ ở chuyên môn này từ khi còn là thiếu úy cho đến khi lên đến trung tá suốt 12 năm liền, 1951 đến 1963. Sau ông được chuyển sang tư lệnh các sư đoàn bộ binh, rồi chỉ huy trưởng các cơ sở đào tạo nhân sự cho quân đội. Sau cùng là phó tư lệnh của một quân đoàn và quân khu. Ông cũng được mệnh danh là một vị tướng pháo binh. Ông sinh ngày 7 tháng 5 năm 1932 trong một gia đình đã có mấy đời là đại điền chủ danh giá tại Vĩnh Trạch, Bạc Liêu, miền Tây Nam phần. Thời niên thiếu ông học ở trường Phan Thanh Giản, Cần Thơ. Kế tiếp lên Sài Gòn học ở trường Lycée Petrus Ký theo chương trình Pháp. Năm 1949, ông thi đậu tú tài bán phần, Pát 1. Về sau, khi đã ở trong quân ngũ, ông học hàm thụ thi đậu bằng tú tài hai triết học Pháp. Sau 1975, khi định cư ở Hoa Kỳ, ông đậu thêm bằng cử nhân xã hội học, Viện Đại học University of San Francisco, và bằng cao học quản trị kinh doanh, Master Degree of Business Administration, Viện Đại học Golden Gate University, San Francisco. Quân đội Quốc gia Việt Nam. Cuối tháng 9 năm 1950, thi hành lệnh động viên của Chính phủ Quốc gia Việt Nam, ông cùng người anh trai là Lâm Quang Thơ tình nguyện nhập ngũ vào quân đội quốc gia, mang số quân 52/120.072. Được theo học khóa 3 Trần Hưng Đạo tại trường võ bị liên quân Đà Lạt khai giảng ngày 1 tháng 10 năm 1950. Ngày 1 tháng 7 năm 1951 tốt nghiệp với cấp bậc thiếu úy hiện dịch. Ra trường tiếp tục theo học lớp căn bản pháo binh tại Trung tâm huấn luyện pháo binh Phú Lợi, Bình Dương. Sau đó, được huấn luyện thêm về chuyên môn pháo binh tại Biên Hòa. Tháng 2 năm 1952 mãn khóa, ông được điều đến pháo đội 3 đồn trú ở Bắc Ninh giữ chức trung đội trưởng. Đầu năm 1953, ông được thăng cấp trung úy, lên chức pháo đội trưởng pháo đội 2 đồn trú tại Hưng Yên. Tháng 5 cùng năm, pháo đội 2 di chuyển về Vân Đồn, ông hoán chuyển nhiệm vụ với trung úy Nguyễn Xuân Thịnh chuyển qua chỉ huy pháo đội 1. Tháng 11, bàn giao pháo đội 1 lại cho trung úy Dương Thái Đồng, khóa 5 võ bị Đà Lạt, sau là đại tá. Kế tiếp, ông chuyển vào Nam phục vụ tại ban chỉ huy tiểu đoàn 1 pháo binh ở Bình Thủy, Cần Thơ trong chức vụ sĩ quan hành quân tiểu đoàn. Tháng 12 cuối năm, chuyển sang làm pháo đội trưởng pháo đội 3 đồn trú tại Vĩnh Long. Tháng 4 năm 1954, ông bàn giao pháo đội 3 đang hành quân ở ban Mê Thuật lại cho trung úy Lê Chí Tín, khóa 6 Đà Lạt, sau là đại tá. Tháng 5 cùng năm, ông được thăng cấp đại úy và được chọn du học lớp cao cấp pháo binh 2 tháng tại trường pháo binh Chatern, Sherman, Pháp. Tháng 10, làm tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 4 pháo binh đóng tại Pleiku, quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Đầu năm 1955, ông bàn giao tiểu đoàn 4 lại cho đại úy Dương Thái Đồng. Sau đó, ông được cử làm giám đốc quân huấn trung tâm huấn luyện pháo binh Phú Lợi, do trung tá Bùi Hữu Nhơn làm chỉ huy trưởng. Tháng 7 cùng năm, ông được thăng cấp thiếu tá, nhận chức chỉ huy trưởng trung tâm thay thế trung tá Bùi Hữu Nhơn, được cử lên làm chỉ huy trưởng pháo binh trung ương. Tháng 7 năm 1956, ông được cử đi du học pháo binh cao cấp tại Fort Steele, Oklahoma, Hoa Kỳ. Tháng 11 cùng năm mãn khóa về nước phục vụ tại Bộ Tổng Tham mưu. Qua tháng 2 năm 1957, chuyển về trường Đại học Quân sự do Trung tướng Trần Văn Minh, lục quân làm chỉ huy trưởng. Ông được cử làm giảng sư và huấn luyện viên về pháo binh. Tháng 12 cuối năm, chuyển ra miền Trung nhận chức chỉ huy trưởng pháo binh quân đoàn 1. Tháng 9 năm 1958, ông được tháp tùng phái đoàn quân sự Việt Nam đi du hành thăm viếng các đơn vị và căn cứ quân sự của Đại Hàn Dân Quốc. Cuối năm 1959, ông chuyển trở về Bộ Tổng Tham mưu giữ chức chỉ huy phó binh chủng pháo binh. Tháng 11 năm 1960, xử lý thường vụ chức vụ chỉ huy trưởng pháo binh trung ương trong khi Đại tá Nguyễn Xuân Trang đi học lớp chỉ huy và tham mưu tại Hoa Kỳ. Sau đó ông được thăng cấp trung tá và được cử giữ chức sĩ quan pháo binh ở Bộ Tư lệnh Hành quân, do Trung tướng Dương Văn Minh làm tư lệnh. Tháng 2 năm 1963, ông được cử làm trưởng phòng 3 bộ tư lệnh lục quân do Trung tướng Trần Văn Đôn làm tư lệnh. Tháng 8 cùng năm, được cử đi du học lớp chỉ huy và tham mưu tại Kansas, Hoa Kỳ. Cuộc đảo chính Tổng thống Diệm vào ngày 1 tháng 11 năm 1963, ông đang du học tại Hoa Kỳ. Tháng 2 năm 1964, tại Hoa Kỳ, ông được tiếp tục học lớp bảo toàn dự phòng và lớp hành quân chống giấy loạn tại hai trường thiết giáp kỵ binh Fort Knox, Kentucky và trường Fort Bragg, North Carolina, Hoa Kỳ. Tháng 6 cùng năm mãn khóa về nước, ông được cử giữ chức phụ tá hành quân tư lệnh sư đoàn 7 bộ binh.
3 tháng sau, ông được thăng cấp đại tá, giữ chức tư lệnh phó sư đoàn 7 do chuẩn tướng Nguyễn Bảo Trị làm tư lệnh. Cuối tháng 9 năm 1965, ông được bổ nhiệm chức tư lệnh sư đoàn 9 bộ binh thay chuẩn tướng Vĩnh Lộc, đi làm tư lệnh biệt khu thủ đô. Tháng 2 năm 1966, ông được thăng cấp chuẩn tướng tại nhiệm. Ngày 19 tháng 6 năm 1968, ông được thăng cấp thiếu tướng. Một tháng sau, bàn giao sư đoàn 9 lại cho đại tá tư lệnh phó Trần Bá Di. Ngay sau đó, ông được bổ nhiệm chức vụ chỉ huy trưởng trường võ bị quốc gia Đà Lạt. Tháng 5 năm 1969, ông hướng dẫn phái đoàn quân sự đi thăm viếng trường võ bị Thái Lan và Phi Luật Tân. Tháng 11 cùng năm, hướng phái đoàn thăm viếng trường võ bị Đại Hàn, Đài Loan và Nhật Bản. Tháng 11 năm 1970, hướng dẫn phái đoàn đến Hoa Kỳ thăm viếng các trường võ bị lục quân, hải quân, không quân và võ bị West Point. Mùa hè năm 1971, ông tiếp tục được hướng dẫn phái đoàn quân sự thăm viếng trường võ bị Hoàng gia và trường không quân ở Canberra, thủ đô nước Úc. Ngày 1 tháng 11 cùng năm, ông được thăng cấp trung tướng tại nhiệm. Trung tuần tháng 4 năm 1972, ông nhận lệnh bàn giao trường võ bị Đà Lạt lại cho bào huynh là thiếu tướng Lâm Quang Thơ để đi nhận chức tư lệnh phó quân đoàn 1 và quân khu 1. Sau đó, kiêm tư lệnh tiền phương quân đoàn 1 cho đến cuối tháng 3 năm 1975. Ngày 29 tháng 3, ông di tản khỏi Đà Nẵng về Sài Gòn. Đêm ngày 29 tháng 4 tại Bến Bạch Đằng di tản ra khơi trên soái hạm HQ-1. Ông cùng gia đình sang định cư ở Mỹ, lúc đầu ở New Peters, California. Hiện đang sống tại Fremont, cũng thuộc tiểu bang California. Năm 2021 ông qua đời vì Covid tại thành phố Fremont. Quý anh chị khách hàng thân mến, chúng tôi có dịch vụ nhận đăng tin giao bán, cho thuê bất động sản bằng video trên kênh YouTube và cả TikTok. Nếu quý anh chị đang cần giao bán bất động sản hay cần cho thuê, hãy liên hệ chúng tôi dựng video giao tin cho mình nhé. YouTube là nơi tiếp cận được lượng khách hàng khủng, quý vị đừng bỏ qua kênh truyền thông này nhé. Kính mời quý vị truy cập vào trang web nhà đất247.info để xem thêm thông tin. Trân trọng hợp tác cùng quý anh chị.